Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã. Năm 2021, thị xã Nghi Sơn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 429,79 ha tại 99/101 dự án, đạt 98,42% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2021 của phường Hải Bình đạt 19.365 tấn, bằng 215,1% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối tới các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn, các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đồng chủ trì hội nghị. Năm 2021, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, song được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả của các cấp, các ngành, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và sự vào cuộc đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 ước đạt 8,85%, đứng thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng cao của cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay và vượt xa so với dự toán, ước đạt 63.500 tỷ đồng, vượt 37,4% dự toán năm. Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, được triển khai kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị, các điểm cầu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình bày dự thảo kế hoạch hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Theo đó, dự thảo đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2022. Đồng chí Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình bày hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, bảo đảm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính, trình bày hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho các ngành, địa phương, đơn vị, báo cáo một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trình bày dự thảo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải phóng mặt bằng năm 2022, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với dự thảo các báo cáo, dựa trên thực tế tình hình từng địa phương để có những kiến nghị đề xuất nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2022. Phát biểu tham luận tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã khẳng định, ba nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong năm 2022 đó là phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an ninh tôn giáo trên địa bàn và trong khu kinh tế Nghi Sơn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh quan tâm hỗ trợ thị xã trong công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác giải phóng mặt bằng để thị xã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, xem xét thẩm quyền để giải quyết từng kiến nghị đề xuất của các địa phương. Đánh giá tình hình năm 2021, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhận định đây là năm thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi và khó khăn. Những khó khăn thách thức là phép thử về công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh năm vừa qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, yếu kém, làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành các địa phương, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các cấp, phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, năm 2022 là năm tạo tiền đề thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Đồng chí cơ bản thống nhất với các dự thảo được trình bày tại hội nghị. Góp ý về chủ đề của năm, đồng chí gợi mở cần nghiên cứu sửa thành năm hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các địa phương cần chủ động tích cực triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết số 08 ngày 6 tháng 12 năm 2021 của tỉnh ủy và Nghị quyết số 173 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Các chương trình kế hoạch công tác với những cơ chế chính sách, biện pháp mạnh mẽ phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu năm 2022. Bên cạnh các giải pháp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp nối và phát huy những thành tích kết quả đạt được với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các địa phương tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với toàn đảng bộ, cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 58 NQTU của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh hoàn thiện chương trình kế hoạch thực hiện triển khai nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu sau hội nghị này, các sở ngành địa phương đơn vị cần xây dựng cụ thể hóa các mục tiêu thành nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2022. Vừa qua, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ, thị xã. Sự buổi lễ có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn. Tại buổi lễ, 4 liệt sĩ được tổ chức truy điệu và an táng quy tập từ 2 xã phường gồm xã Hải Nhân và phường Hải Ninh về Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã. Trong đó có một liệt sĩ có thông tin khắc trên bia liệt sĩ Nguyễn Bá Lân thuộc đơn vị Đại đội 285 đội 853, hy sinh ngày 27 tháng 9 năm 1966. Nơi an táng ban đầu ở Cồn Cát, thôn Bắc Sơn, xã Hải Nhân. Một liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Nơi an táng ban đầu ở Cồn Cát, thôn Bắc Sơn, xã Hải Nhân. Hai liệt sĩ được quy tập từ phường Hải Ninh. Phần mộ có tên là Anh và Khánh. Nơi an táng ban đầu ở Cồn Trôi, tổ dân phố Thanh Cao, phường Hải Ninh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, các đại biểu đã tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, về với đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Nghi Sơn. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, bằng sự biết ơn sâu sắc và tình cảm thiêng liêng
đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thị xã Nghi Sơn đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ theo đúng nghi thức, trang trọng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban thường vụ thị ủy, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thị xã, sự hỗ trợ phối hợp của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các sở ngành cấp tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có nhiều chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch giải phóng mặt bằng đề ra. Năm 2021, tổng số dự án sau khi rà soát đủ điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã là 101 dự án trên 436,71 ha. Để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công, Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành 15 kế hoạch, 65 thông báo kết luận, 190 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, trên 250 văn bản tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh xin ý kiến về cơ chế chính sách giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã. Thành lập mới và kiện toàn 165 hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án, đồng thời giao trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng hội đồng, từng phòng ban chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thị xã, cấp ủy chính quyền các xã phường và sự phối hợp của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai. Trong năm 2021, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tổ chức trên 100 hội nghị giao ban để giải quyết các khó khăn vướng mắc tại các dự án. Các hội đồng bồi thường đã tổ chức gần 300 hội nghị đối thoại, vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng tại các dự án. Trọng tâm là dự án quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn tại phường Hải Thượng, đường Đông Tây 1 kéo dài, đường CC3 khu du lịch Hải Hòa, xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam, khu công nghiệp Luyện Kim, phát triển tổng hợp các đô thị động lực và các dự án khu dân cư, đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Quảng Xương Nghi Sơn, kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành 262 quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Luyện Kim, dự án đường Đông Tây 1 kéo dài, đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, đường bộ cao tốc Bắc Nam, đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây, dự án đường dây 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia tại xã Trường Lâm, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa, đường vào nhà máy xi măng Đại Dương, đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp biển Hải Ninh, ban hành 9 quyết định phê duyệt phương án cưỡng chế tại 6 dự án, đường Đông Tây 1 kéo dài tại phường Xuân Lâm, phường Trúc Lâm, đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn tại phường Hải Thượng, đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, trục chính phía Tây khu kinh tế Nghi Sơn tại xã Tùng Lâm, xã Tân Trường, khu công nghiệp Luyện Kim giai đoạn 4, lô 3B thuộc khu liên hợp gang thép Nghi Sơn, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp biển Hải Ninh, tổ chức thực hiện 8 phương án cưỡng chế thu hồi đất tại 6 dự án đối với 49 hộ, tổ chức thực hiện 6 phương án chống tái lấn chiếm sau cưỡng chế thu hồi đất để thi công tại dự án đường dây 500 kV, đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn tại phường Hải Thượng, kè sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ khu kinh tế Nghi Sơn, trục chính phía Tây khu kinh tế Nghi Sơn tại xã Tùng Lâm, hệ thống điện chiếu sáng quốc lộ 1A đoạn qua khu kinh tế Nghi Sơn, nâng cấp sửa chữa đảm bảo an toàn hồ Nam Sơn, xã Phú Sơn. Với nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, vì vậy trong năm 2021, thị xã đã ban hành 4.862 quyết định thu hồi đất, trình phê duyệt phương án bồi thường 828,62 tỷ trên 5.798 lượt hộ, phê duyệt phương án bồi thường 685,17 tỷ trên 5.343 lượt hộ, hoàn thành chi trả đạt 589,17 tỷ trên 4.130 lượt hộ, thực hiện việc ký cam kết với các chủ đầu tư tại 68 dự án trên 379,10 ha. Trong năm, thị xã đã hoàn thành bàn giao giải phóng mặt bằng 429,79 ha tại 99 trên 101 dự án, đạt 98,42%. Năm 2022, thị xã Nghi Sơn tiếp tục chỉ đạo các phòng ban đội, ủy ban nhân dân các xã phường hoàn thành công tác kiểm kê thu hồi đất
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư đúng tiến độ theo kế hoạch giải phóng mặt bằng của tỉnh giao, đảm bảo đúng trình tự quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện tốt việc bố trí giao đất tái định cư cho nhân dân trong vùng quy hoạch, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm giải phóng mặt bằng và sắp xếp lại dân cư theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thực hiện rà soát các dự án sau khi điều chỉnh theo kế hoạch số 11 ngày 19 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt bồi thường hỗ trợ nhưng các hộ chưa nhận tiền để tổ chức vận động thuyết phục các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng vướng mắc, tăng cường tổ chức vận động thuyết phục các hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm, đặc biệt là những dự án hạ tầng giao thông vốn ngân sách còn tồn đọng vướng mắc năm 2021. Phát huy cái kết quả đã đạt được, đồng thời là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng năm 2022, thì ở thời điểm hiện nay thì Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã đang có cái kế hoạch giao cho các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2022, và ngay từ đầu năm thì chúng tôi sẽ triển khai làm việc với các chủ đầu tư để mà ký cam kết về cái nhu cầu giải phóng mặt bằng và cái nguồn kinh phí bố trí trong năm, đồng thời cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, ban thường vụ Ủy ban Nhân dân thị xã là tập trung phân loại đối tượng, rồi sẽ có cái ưu tiên đối với lại từng dự án ở từng tháng, trên cơ sở là kịp thời rà soát để tham mưu những cái nội dung vướng mắc khó khăn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thị xã để tập trung giải quyết. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp trên thì chúng tôi sẽ kịp thời có cái tham mưu về báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà xin giải quyết các cái chính sách cho những cái vướng mắc. Và chúng tôi tin là với cái việc mà chúng ta đã dần từng bước là thích ứng với cái điều kiện dịch bệnh và cũng cái công tác giải phóng mặt bằng cũng dần dần đã đi vào cái quy củ, và thì cái kết quả của năm 2022 cũng sẽ được triển khai thực hiện và đạt những cái kết quả cao. Hiện nay trên địa bàn phường Hải Hòa có 41 trường hợp dương tính với COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các kế hoạch hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn trong tình hình mới một cách sáng tạo và phù hợp. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường đã tập trung truy vết, phân luồng các trường hợp F1, F2 có liên quan đến các ca bệnh. Trong đó, F1 nguy cơ cao đã được đưa đi cách ly tập trung, các trường hợp F1 nguy cơ thấp thực hiện cách ly tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ giám sát cộng đồng. Đối với các trường hợp công dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương, được tuyên truyền, hướng dẫn và phân loại tùy theo từng cấp độ vùng dịch để thực hiện cách ly. Bên cạnh đó, phường Hải Hòa đã chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh phường và các tổ dân phố, tiểu khu tăng thời lượng phát sóng, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Cái công tác tiếp theo là công tác tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và của ngành và địa phương. Trong quá trình truy vết, thì đối với trạm y tế phối hợp với công an và bên đài của phường thường xuyên thông báo và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường một ngày 2 đến 3 lần trong một ngày. Công tác phòng chống dịch. Hải Bình là phường có tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế biển, chiếm tới hơn 70% tỷ trọng kinh tế của địa phương. Hiện nay toàn phường có 35 cơ sở chế biến hải sản, 204 tàu thuyền khai thác và thu mua đánh bắt thủy hải sản. Trong đó có 67 tàu thu mua hải sản. Năm 2021, ngư dân phường Hải Bình tích cực tham gia đánh bắt thủy sản, mang lại nguồn thu nhập cao, góp phần phát triển kinh tế và giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Theo đó, tổng sản lượng khai thác thủy sản của phường trong năm 2021 đạt 19.365 tấn, đạt 215,1% kế hoạch năm. Thu mua hải sản đạt 122.000 tấn, đạt 203% kế hoạch năm. Chế biến hải sản đạt 15.300 tấn,
đạt 102% kế hoạch năm. Trong năm 2021, thực hiện việc triển khai lắp đặt máy thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên, phường Hải Bình đã tổ chức tuyên truyền vận động ngư dân triển khai lắp đặt đạt 100%. Trong thời gian tới, phường Hải Bình tiếp tục động viên ngư dân củng cố ngư lưới cụ, chú trọng đến khai thác, đánh bắt thủy hải sản có giá trị kinh tế cao, tạo cơ chế chính sách cho ngư dân để đầu tư đóng mới tàu cá đánh bắt xa bờ có công suất lớn, đầu tư trang thiết bị hiện đại để khai thác dài ngày trên biển và khai thác đánh bắt các loại hải sản có giá trị cao nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu và kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Vụ chiêm xuân là một trong hai vụ lúa chính trong năm, quyết định sản lượng lương thực hàng năm, nên ngay từ đầu vụ, xã Thanh Sơn đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022, động viên người dân gieo trồng theo đúng thời vụ. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022, UBND xã Thanh Sơn đã triển khai các giải pháp để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tập trung giải phóng đất, đảm bảo gieo cấy lúa vụ chiêm xuân trong khung thời vụ tốt nhất, tránh gieo mạ quá sớm, không gieo cấy bón phân đạm cho mạ khi nhiệt độ xuống thấp dưới 16 độ C, rà soát chuẩn bị giống đủ số lượng, đúng cơ cấu, phân bón, nước tưới, vật tư nông nghiệp, đồng thời chủ động phòng chống rét cho mạ, theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh việc gieo cấy, chăm sóc bón phân phù hợp. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất đề ra. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội của nhiều người dân trên địa bàn. Nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền, từ thị xã đến các xã phường, sự phối hợp chặt chẽ giữa hội phụ nữ các cấp, hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tình thương TIM, phòng giao dịch số 1 thị xã Nghi Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm qua, tổ chức tài chính vi mô tình thương, phòng giao dịch số 1 đã triển khai vay vốn, tạo việc làm và vốn hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 cho các thành viên có đủ điều kiện vay vốn, tạo việc làm từ 51 đến 100 triệu đồng với kỳ hạn hoàn trả linh hoạt. Đồng thời, hạ lãi suất các loại vốn vay đối với một số loại vốn. Tính đến thời điểm hiện tại, có 7.992 thành viên vay vốn với hơn 222 tỷ đồng, đạt 96,8% so với kế hoạch. Các nguồn vốn vay đều sử dụng đúng mục đích. Vì vậy, đời sống kinh tế của các gia đình hội viên phụ nữ đã và đang dần được ổn định và nâng lên. Trong năm, TIM đã mở rộng hoạt động tại phường Trúc Lâm, đưa tổng số xã phường hoạt động là 17 trên 31 xã phường trên địa bàn thị xã, tỷ lệ bao phủ hoạt động là 54,8%. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ vay vốn tạo việc làm cho các thành viên, TIM cũng đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội, cộng đồng tại địa bàn các xã phường có TIM hoạt động tiêu biểu như hỗ trợ hội phụ nữ thị xã và 35 đơn vị cấp thôn tổ dân phố thuộc các xã có TIM hoạt động, thực hiện chương trình đường hoa và mua xe vận chuyển rác với số kinh phí 70 triệu đồng, trao tặng 47 phần quà cho thành viên nghèo vay vốn nhân dịp Tết Nguyên đán, mỗi suất 500.000 đồng. Bên cạnh đó, TIM đã tổ chức cấp trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm kính chắn giọt bắn, thăm và tặng quà các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa với tổng số tiền 50 triệu đồng, hỗ trợ trung tâm y tế thị xã mua các thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, số tiền 15 triệu đồng, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7, số tiền 16,5 triệu đồng. Năm 2022, tổ chức tài chính vi mô tình thương phòng giao dịch số 1 thị xã Nghi Sơn tiếp tục tuyên truyền vận động thu hút hội viên tham gia tại các xã phường, mở rộng hoạt động tại 3 đến 4 xã phường trên địa bàn thị xã, đồng thời phối hợp với các cấp hội phụ nữ tổ chức các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Trong thời gian tới thì team phòng giao dịch 01 thị xã Nghi Sơn chi nhánh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tham mưu với ban giám đốc chi nhánh, ban tổng giám đốc cải tiến các sản phẩm dịch vụ của team để hỗ trợ và đáp ứng nhiều hơn cái nguyện vọng của chị em phụ nữ. Năm 2022 dự kiến sẽ hỗ trợ giải ngân số tiền là 254 tỷ đồng, huy động tiết kiệm số tiền gần 50 tỷ đồng và team sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp khảo sát cái nhu cầu của chị em phụ nữ, đặc biệt là các địa bàn hoạt động chưa có team để triển khai địa bàn ở các cái xã mở
nâng cao cái tỷ lệ bao phủ trên địa bàn thị xã, cũng như là sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức có hiệu quả các hoạt động cộng đồng như là chăm sóc sức khỏe miễn phí cho thành viên, tặng quà cho thành viên nhân dịp 27 tháng 7 và Tết Nguyên đán, hỗ trợ học bổng cho con thành viên nghèo vượt khó và hỗ trợ công tác phòng chống dịch nông thôn mới. Đặc biệt là sẽ tổ chức tốt các cái hoạt động, các cái phong trào, các hoạt động thi đua để nhằm lập thành tích chào mừng các cái ngày kỷ niệm của hội và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập team. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.